Công an huyện Ek, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can 38 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Trong 38 đối tượng khởi tố đợt này, có vụ khởi tố 3 đối tượng nhận hối lộ gồm Hoàng Công Ý, trạm trưởng trạm kiểm lâm số 3, Vương Thế Cao, trạm phó trạm kiểm lâm số 5 thuộc Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ezo và Hoàng Công Nhật là em trai của Hoàng Công Ý. Ba bị can này đã nhận tiền của các đối tượng để tiếp tay cho các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và buông lỏng trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng. Sự vào cuộc điều tra, làm rõ, khởi tố, xử lý hàng chục đối tượng trên đã góp phần ngăn ngừa, kiềm giảm tình trạng xâm hại tài nguyên rừng trên địa bàn huyện Ek, được nhân dân, dư luận tại địa phương đồng tình, ghi nhận, khen ngợi và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tặng thưởng bằng khen cho Công an huyện Ek.